Trên tay của mình cầm là cái cây 3 mét, thì cái chiều dài 2 mét 4 và 2 mét 7 thì nó hoàn toàn giống nhau, nó chỉ khác nhau ở cái độ dài. Đây là cái cần Asino, cây Monterus, chiều dài là 24, 27, 3 mét. Độ cứng của nó là tương đương với MH. Còn tải mòi thì từ 80 cho đến 150 gram. Chất liệu là carbon sáng X. Cái cần này nó có tất cả là 8 khuyên. Toàn bộ là khuyên thường, và khuyên của nó là khuyên ba chân ha. Cái chỉ mà để lên khuyên, chỉ của nó là chỉ màu cam, cái cần màu đen lên chỉ màu cam ha, rất là nổi luôn. Cây này là chất liệu carbon hai lớp, carbon sáng ít toàn thân. Bát của nó là bát hãng của Asino. Còn chất liệu cán cần là chất liệu của nó là bằng cos đã lên keo ha, cái cán này đã lên keo nha các bạn, lên keo rất là cứng, rất là đẹp luôn. Cái cán này nó lên keo rồi nó rất là sạch. Các bạn vệ sinh thì chỉ cần lấy cái khăn mềm, khăn ướt lau một phát là rất là sạch. Bát máy là bát hãng của Asino. Asino. Còn cán cần là chất liệu bằng cốt đã lên keo. Lên keo. Cái cán này lên keo rất là cứng nha các bạn, rất là chắc luôn. Cứng như gỗ, hơn gỗ luôn á. Nhưng mà nó rất là nhẹ. Là cái cán này rất là dễ vệ sinh. Các bạn đi câu mà dính cám hay dính bùn, dính đất thì chỉ cần dùng cái khăn mềm ha, khăn ướt mềm kéo qua một phát là nó sạch bóng luôn. Và nó một cái ưu điểm nữa là khi các bạn câu mà đi đem về nhà để trong cái hốc hay xó, những cái cán mút hay là cán bằng thì rất là dễ bị chuột hay là gián nó nhắm. Thì cái cán này các bạn không bị sợ bị chuột gián nó nhắm. Ở dưới đi cán thì nó có một cái miếng bằng kim loại ha. Đó. Các bạn câu thường thường hay các bạn chống cái đít cần xuống dưới đất thì nó hay bị tà cái đít. Thì cái này được gia cố một cái lớp kim loại rất là chắc. Đây là cái khúc đọt. Thì cái cây này toàn bộ là khuyên thường ba chân và chất liệu carbon sáng ít toàn thân luôn. Đây, đây là cái đọt. Đường kính đọt của nó là 3 ly. Đường kính đọt 3 ly ha, khuyên đầu bu trong sáng. Đây là một cái cần giá thuộc phân khúc tầm trung. Và những cái cần mà có cái giá phân khúc như thế này thì đây là một cái mẫu cần các bạn nên mua, bảo đảm chất lượng với cái tầm giá thì đây là một cái cần phải nói là chất lượng rất là tuyệt vời. Các anh em đi câu sông câu hồ thì đây là một cái mẫu cần mà các anh em nên mua ha. Chất liệu chất lượng phải nói là khá là ok. Tải cá thì tầm 16-17 kg à, các bạn tải tỉnh ok. Đây là một cái mẫu cần thích hợp cho các bạn đi câu sông câu hồ. Mình vừa giới thiệu đến các anh em cái mẫu cần Asino, cây Monterus có chiều dài 2m4, 2m7 và 3m. Các anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video hoặc comment để lại số điện thoại.
hoặc vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng.